Chào anh em nhá. Anh em đứng đây làm gì đây? Lấy phụ cấp à? Em một tháng phụ cấp được bao tiền em nhớ không? Dạ, một tháng phụ cấp em được là 761.000 ạ. 761.000 à? Rồi, ok, đây nắm tương đối lên chắc ấy nhỉ. Dưới này có đồng chí nào nắm chắc nữa không? Đây đồng chí này nào. Em nắm em có chắc à? Em chỉ nhớ là 761 ạ. Chỉ nhớ là tổng được 761.000. Vâng. Thế cảm giác khi chuẩn bị được nhận tiền em thấy thế nào? Giác đồng chí này. À hức à? À hức như khi đi bán không? Có ạ. Giống như hôm qua đi bán không? Người đi mùi tiền là cảm thấy nó thích rồi đúng không? Chứ đi mùi tiền rồi. Nào đồng chí cuối này nào. Dạ. Em dạ, cảm giác khi đi nhận tiền em thấy thế nào? Em nhận tiền rất là vui anh ạ. Rất vui à? Ok. Đấy, anh em dồn toa dần dần đến lượt nhá. Có. Ok. Đến lượt lên anh Tú chưa? À đây là đến lượt lên anh Tú rồi. Đây. Đăng ký sổ 761.000. Ok. Một tháng nay em được nhận 761.000 nhé. Chào em vừa nhận được tiền xong à? Vâng. Ok, một tháng em được bao tiền nhỉ? Một tháng em được 761.000 à? Thế em vẫn đã nhận đủ tiền của một tháng là 761.000 chưa? Em nhận đủ rồi. Rồi, ok. Tiền bây giờ có tiền em giữ để ở đâu? Em định cất ở đâu? Trung đội trưởng giữ hộ. Trung trưởng giữ hộ à? Vâng. Rồi, ok. Ok, đấy anh em tiếp tục đi nhận phụ cấp nhá. Thưa ông em. Đi cơ quan không? Có. Em. Chào người nhá. Thực trạng em lấy tiền là quân đội này, em cũng hơi tò mò với lại hồi hộp một tí ạ. Hồi tí á. Anh hỏi chút. Dạ. Thế nào em cảm giác em nhận phụ cấp em thấy thế nào? Thấy cứ khá là vui ạ. Khá là vui à? Dạ. Em có dự định gì về cái số tiền em cầm trong tay không? Em cũng chưa rõ, chắc là em sẽ để lại mua ăn quà luôn. Em ăn quà luôn à? Có gửi về cho mẹ không? Chắc là không ạ, mẹ chắc là có lượng quà. À thế à? Rồi. Thế em từ hôm vào đây em đã phải xin tiền người nhà lần nào chưa? Dạ chưa, em chưa. Không ạ. Cố gắng chi tiêu trong cái phụ cấp của mình nhé. Dạ vâng ạ. Ở đây chia sẻ cho anh em vừa nhận phụ cấp xong, đang người như đang trầm ngâm nghiên cứu tính toán số tiền là như thế nào. Rồi, đang tính toán rồi, tiêu là sao số tiền anh ạ. Rồi. Chào Giang. À chào anh. Kinh doanh, em nhận tiền chưa? Sau nhiều tháng ngày nghiên cứu kinh doanh thì cuối cùng em nhận được số lương của anh ạ. Rồi. Và sau tháng vừa rồi thì em cảm thấy cái chiến lược kinh doanh của em nó chưa được ổn định lắm ạ. Thế à? Khi mà số 4 của em so với mọi người thì đã thấy. Ok. Lương Hồng Nam. Dạ, em đang nghiên cứu xem làm sao để tiêu được hết cái số tiền phụ cấp này anh ạ. Thế à? Cảm giác của em khi nhận phụ cấp thế nào? Khi ở ngoài thì thật ra số tiền này nó cũng không phải là nhiều mà cũng không phải là ít, nhưng mà vào trong này nhận được đồng tiền thì nó thấy xứng đáng. Rồi, công sức mình bỏ ra đúng không? Công sức mình bỏ ra. Rồi, ok. Chào anh em. Vâng, em tháng này em còn dư 200.000 anh ạ. 200.000 à? Vâng. Đây. Vâng, chào anh ạ. Rồi. Bảo anh em vừa nhận được phụ cấp của tháng này, tháng 4 anh ạ. Tháng 4 à? Vâng. Em được bao tiền đây? Em được 761.000 ạ. À, cao thế cơ à? Vâng. 761.000 cơ. Vâng, tháng này em được tận 761.000 cơ. Em phân tích cho anh tại sao được tận 761.000. Vâng, em phân tích mọi người với cả cho anh với cả mọi người hiểu là phụ cấp của em là được 1.490.000. Nhân với hệ số 0.4 của binh nhì. Rồi. Đấy. Là em được 596.000. Rồi. 596.000 xong thì em được cộng 25% nữa. Rồi. Cộng 25% đấy là tiền công vụ. Rồi, ok. Đấy là 190 mấy bạn nhỉ?
149.000. Đấy, cái này nhắc lại. 16.000 tiền tiếp thư đấy anh ạ. 16.000 tiền thư à? thế là có tiền để viết thư rồi đúng không? Vâng, có tiền để viết thư anh ạ. Tháng này là em được 761.000 này. Xong rồi em giả tiền căng tin mất 200. Đấy, bây giờ em còn 760.000. Khả năng là em sẽ trích ra một số tiền nhỏ để em gửi về gia đình anh ạ. Gia đình của em cũng không phải là khá giả gì cả. Gia đình em cũng hết sức là khó khăn. Đấy, nói anh với những người biết thế. Thế nên là khả năng em cũng phải gửi một số tiền nhỏ nhỏ cho gia đình. Cũng chắc cũng không được nhiều đâu. Chắc chỉ được vài trăm thôi. Nhưng chắc cũng giúp sức được vì hôm nay em cũng chả tiêu gì cả. Một tháng em cũng chỉ ăn hết gọi là tiền đồ đạc vệ sinh cá nhân với tiền nước cái thứ em một tháng cũng chỉ hết 200.000 thôi anh ạ. Cái bên kia anh vừa hỏi có một bạn còn gửi được cả tiền về cho vợ cơ, như vậy để nuôi con đấy. Vâng, vậy là mỗi người mỗi hoàn cảnh ấy ạ. Ai mà gia đình mà khá giả hơn thì chúng ta tiêu nhiều hơn, còn là ai mà gia đình không khá giả lắm thì chúng ta hãy góp nhặt gửi về gia đình cho dù là số tiền nhỏ nhất. Okay. Gia đình bớt khó khăn hơn đấy. Ừ. Cảm ơn em nhé, cảm ơn chia sẻ của em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, Nam. Dạ. Em từ ngày vào đây em đã xin tiền bố mẹ bao lần rồi? Từ ngày vào đây thì em chưa gọi về gia đình xin tiền lần nào anh ạ. Chưa phải xin tiền à? Vâng. Rồi. Và đến ngày hôm nay là đây là em được nhận trợ cấp của tháng 4 này. Vâng. Đây là em cảm thấy đây là sự ở bên ngoài với số tiền này thì không phải là nhiều, không phải là ít, nhưng mà với trong này thì với số tiền này em cảm thấy xứng đáng với cái công sức mình bỏ ra. Và hôm nay thì em quý trọng, em thấy quý trọng đồng tiền hơn. Rồi. Thực ra thì 760.000 thì cũng không phải là nhiều. Vâng ạ. Bởi vì mình đây là mình đi thực hiện nghĩa vụ nhá, chứ không phải là mình là đi làm công ăn lương đúng không? Thực hiện nghĩa vụ đây gọi là phụ cấp, gọi là trợ cấp để cho các em về, cho mình chi tiêu rồi sinh hoạt, sinh hoạt hàng ngày đồ dùng cá nhân thôi anh ạ. Rồi. Cũng gọi là một ít nguồn động viên để mình tiếp tục mình công tác đúng không? Rồi, ok. Rồi thế còn tiền bây giờ còn đây thì em định cất giữ kiểu gì đây? Bây giờ là em đang tính mang đi gửi trung đội trưởng ạ. Anh gửi đồng chí trung trưởng à? Vâng. Trong này thì em cũng không chi tiêu gì nhiều nên là em không nên cầm làm gì. Rồi. Nhân tiện đây thì em có lời gửi đến bố mẹ ở nhà thì bố mẹ yên tâm, ở trong này con chi tiêu thì nó kia có chừng mực, bố mẹ không phải lo đâu. Mẹ yên tâm, con sẽ không gọi về nhà xin tiền đâu, bố mẹ đừng lo. Ok. Khanh như nào, trầm ngâm em vẫn nghĩ cách tiêu tiền à? Không anh ạ, em nghĩ là mai em gửi số tiền nhỏ nhoi này về, không biết là chắc là mẹ em sẽ rất vui anh ạ. Cũng chả được nhiều đâu, nhưng mà thôi chắc là con thì con trong này cũng chả tiêu gì đâu. Đấy, nên là bố mẹ cứ yên tâm, con trong này ăn bố mẹ mới thấy mỗi tháng ăn hết có 200.000 mà. Đấy, cứ yên tâm, con trong này con sẽ cố gắng thật tốt, hoàn thành 25 nhiệm vụ. Trở về với gia đình, với quê hương. Ok. Đồng chí này đang vẽ à? Ai chà, im để ai đến xem. Anh xem bức vẽ này. Người yêu. Em đang vẽ bạn gái à? Dạ. Ai chà, đẹp quá. Giới thiệu với quý vị và các bạn là anh em Tân Bình rất là khéo tay nhá. Em gái này em hình như đang nhìn anh như sao ấy. Đang nhìn tất cả các anh. Tất cả các anh à. Đấy, đôi mắt rất đẹp. Đấy. Bộ đội rất là đa tài, đa năng. Ok, đấy, chia sẻ thú vị cho mọi người đấy. Mọi người yêu mến tiếp tục theo dõi ủng hộ mình. Trong gian tới mình tiếp tục mình ok, tiếp tục chia sẻ cho mọi người nhiều clip thú vị hơn. Ok, các em vui chơi nhá. Ok, yeah. Mất câu nói quen thuộc đấy, mọi người hãy like video, để like video và subscribe video, để cộng thêm comment và đăng ký kênh. Nhớ chuông. Chuông tương tự. Và bật về chuyển về chế độ tất cả để khi có video mới nhất về anh em tôi thì mọi người có thể xem sớm nhất. Like và subscribe. Chào mọi người.